Nâng cao năng suất, chất lượng và giá thành sản phẩm nông nghiệp là một trong những vấn đề trọng tâm được các địa phương trong tỉnh thực hiện nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân. Tại thành phố Tuyên Quang, thời gian qua, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm được đẩy mạnh. Thông qua việc thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm đã góp phần thay đổi tư duy và tập quán sản xuất của người dân. Thay vì sản xuất nhỏ lẻ theo kinh nghiệm thì người dân đã tham gia chuỗi sản xuất hàng hóa, thực hiện ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bưởi là một trong những cây trồng có mặt và gắn bó với người nông dân xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang từ nhiều năm nay. Sản phẩm bưởi Thái Long có chất lượng, giá trị và đem lại thu nhập cao cho người nông dân. Tuy nhiên, việc trồng bưởi vẫn theo quy mô nhỏ và việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình trồng, chăm sóc, thu hái và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch chưa được chú trọng. Chính vì vậy, đã ảnh hưởng đến giá trị của sản phẩm. Trước thực tế đó, xã Thái Long đã thực hiện việc phát triển cây bưởi theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết phát triển theo chuỗi sản xuất. Dự án này do Mặt trận Tổ quốc xã chủ trì thực hiện. Tuy dự án mới được triển khai trên địa bàn xã, nhưng đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các hộ trồng bưởi. Đây là vườn bưởi của gia đình chị Lộc Thị Kim Tuyến ở thôn Hòa Mục, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang. Với diện tích bưởi sai quả như thế này, hứa hẹn năm nay sẽ đem lại cho gia đình chị nguồn thu nhập cao. Gia đình chị trồng bưởi từ nhiều năm nay, và cây bưởi chua là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của gia đình. Tuy nhiên, theo chị Tuyến, việc trồng bưởi chủ yếu theo kinh nghiệm dân gian và quy mô chưa lớn. Vài năm trở lại đây, số lượng bưởi của gia đình chị cũng tăng lên. Tuy nhiên, việc tiêu thụ sản phẩm vẫn chỉ là bán lẻ cho tiểu thương. Chính vì vậy cũng có những khó khăn nhất định và giá cả bấp bênh. Khi xã Thái Long thực hiện dự án phát triển cây bưởi theo hướng hàng hóa và chuỗi liên kết, gia đình chị Tuyến đã tham gia thực hiện dự án. Tham gia vào chuỗi liên kết, chị và các thành viên trong gia đình đã được chuyển giao khoa học kỹ thuật trong quá trình chăm sóc và thu hái, bảo quản sản phẩm. Ngoài việc duy trì, chăm sóc, nâng cao chất lượng diện tích bưởi đã cho thu hoạch, tham gia chuỗi liên kết, gia đình chị đã mở rộng diện tích, đưa một số giống bưởi có chất lượng cao vào trồng. Hợp tác xã cũng giúp gia đình chúng tôi là liên kết lại với nhau, sản xuất và được học tập huấn những cái lớp mà để cho chăm sóc cây bưởi là tốt hơn. Tới đây thì là ban quản trị trong hợp tác xã sẽ cố gắng tìm những cái đầu ra ổn định hơn để cho cây bưởi được phát triển hơn theo cái chuỗi giá trị. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Thái Long đã thực hiện dự án xây dựng chuỗi liên kết trồng bưởi nhằm nâng cao tiêu chí thu nhập. Dự án này do Mặt trận Tổ quốc xã chủ trì thực hiện. Để dự án được thực hiện có hiệu quả, Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp tuyên truyền vận động các hộ trồng bưởi tham gia. Ngoài việc chăm sóc diện tích bưởi đã cho thu hoạch, sẽ thực hiện trồng mới. Dự án đã đầu tư nguồn vốn với số tiền trên 500 triệu đồng với 14 hộ tham gia trồng mới và 18 hộ tham gia chăm sóc diện tích bưởi có sẵn. Xã Thái Long thì đã tổ chức xây dựng cái mô hình chuỗi liên kết bưởi theo chuỗi giá trị. Thì sau khi mà triển khai cái nội dung dự án này thì chúng tôi đã tiến hành tổ chức tập huấn cho bà con và triển khai các nguồn vốn đến cho bà con thực hiện cái dự án này. Tổng số là về cái nguồn kinh phí là trên 500 triệu. Chúng tôi đã trồng mới được trên 5 ha trồng mới, đó là cây bưởi chua. Và còn lại là 20 ha là cây bưởi đã có sẵn, hiện nay là đang phát triển tốt và đã có cho thu nhập rất là cao đối với các hộ tham gia. Cùng với việc hỗ trợ về nguồn vốn để phát triển sản xuất, dự án phát triển bưởi theo chuỗi giá trị tại xã Thái Long còn thực hiện hỗ trợ người dân về khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất. Trong đó chú trọng việc sản xuất theo hướng Việt Gáp nhằm đảm bảo an toàn, tạo ra những sản phẩm chất lượng đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Có cái tổ liên kết để bà con được học tập thì về thì cũng chăm sóc hơn, cũng thấy nó hiệu quả để nó có thương hiệu bưởi của Thái Long. Bà con
tham gia cái dự án này đã được Sở Nông nghiệp cũng như là Trung tâm Khuyến nông xuống trực tiếp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về cách chăm sóc cũng như là phòng trừ các cái dịch bệnh ở trên cây bưởi. Và đến nay thì là qua quá trình bà con tham gia thì cái nâng cao được cái trình độ, cái kiến thức trong cái quá trình trồng và chăm sóc cây bưởi. Hiện nay thì hiện tại thì cây bưởi là đang phát triển rất là tốt, tình hình dịch bệnh là đã hạn chế rất nhiều, không có, gần như là không có trong cái xảy ra ở trên cây bưởi. Vài năm trở lại đây, người tiêu dùng đã biết đến sản phẩm măng tây được trồng tại phường Hỷ La, thành phố Tuyên Quang. Đây là một trong những loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao và đòi hỏi áp dụng quy trình kỹ thuật khá nghiêm từ khi lựa chọn cây giống đến trồng, chăm sóc và thu hoạch. Anh Hoàng Thanh Tùng là một trong những người thực hiện mô hình trồng măng tây khá sớm tại Hỷ La. Vào năm 2014, anh đã mạnh dạn đầu tư đưa loại cây này vào trồng. Để có được sản phẩm chất lượng đưa ra thị trường, thì vấn đề áp dụng khoa học kỹ thuật luôn được ưu tiên hàng đầu. Cùng với việc xây dựng hệ thống tưới nước tự động, nhỏ giọt, anh cũng đã sử dụng các loại phân bón, chế phẩm sinh học cho cây trồng. Mô hình trồng măng tây của tôi ấy thì là khi tôi trồng thì tôi trồng theo hướng là nông nghiệp hữu cơ, nên là tôi sử dụng hoàn toàn là các chế phẩm sinh học và các loại phân bón vi sinh và phân bón hữu cơ sinh học do mình tự làm, và tuyệt đối là không sử dụng phân hóa học trong nhiều năm trở lại đây rồi. Và sau một thời gian dài sử dụng ấy thì là tôi thấy là cái cây thì nó sẽ bền vững hơn và cho năng suất ổn định hơn, và đặc biệt là nó tạo ra những cái sản phẩm nó sạch hơn để đáp ứng phục vụ cho người tiêu dùng. Với vườn măng tây đang cho thu hoạch, có giá bán từ 100.000 đồng đến 110.000 đồng kg như hiện nay, sẽ đem lại cho gia đình anh một khoản thu nhập khá ổn định. Ngoài trồng cây lấy măng, anh Tùng còn thực hiện ươm cây giống cung cấp ra thị trường. Với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, cũng như lựa chọn những cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, phường Hỷ La đã thực hiện dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng măng tây nhập ngoại theo hướng sản xuất hàng hóa. Dự án đã tổ chức tập huấn kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật cơ sở và người dân, xây dựng vườn ươm sản xuất cây măng tây giống, xây dựng mô hình trồng cây măng tây, theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của cây măng tây, đánh giá hiệu quả kinh tế của cây măng tây so với một số loại cây trồng khác. Tham gia thực hiện dự án, người dân được tập huấn kỹ thuật làm đất, trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. Qua triển khai thực hiện dự án trồng măng tây trên địa bàn phường Hỷ La, bước đầu đã đem lại hiệu quả, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa và mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở địa phương. Hội nông dân phường thì chúng tôi cũng thực hiện cái việc là phối hợp với các cái đơn vị để chuyển giao cái khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân từ các cái khâu như là chọn giống, rồi làm đất, chăm sóc và thu hoạch, để bà con nông dân nắm được cái quy trình kỹ thuật. Và một cái yêu cầu rất là quan trọng trong quá trình triển khai đó là tuyên truyền vận động bà con nông dân là áp dụng các quy trình sử dụng những cái phân bón, chế phẩm sinh học, cái sản phẩm đưa ra thị trường nó là những sản phẩm nó an toàn. Để phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị và thu nhập, thời gian qua các địa phương trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đã lựa chọn các sản phẩm chủ lực để đầu tư phát triển. Việc liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất được chú trọng đã góp phần tạo nên những sản phẩm chất lượng, giá trị và đặc trưng của địa phương. Trước đây ở Đội Cấn, việc trồng cây chanh tứ thì chỉ có vài hộ gia đình sản xuất với quy mô nhỏ lẻ, nhưng hiện nay diện tích chanh toàn xã đã lên đến cả chục hecta. Với sự ra đời của Hợp tác xã trồng rau và cây ăn quả xã Đội Cấn đã liên kết các hộ gia đình trồng chanh để phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Việc liên kết phát triển sản xuất đã giúp cho những hộ trồng chanh trao đổi và nắm bắt các kiến thức khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất, đồng thời hình thành được vùng sản xuất quy mô hàng hóa, hướng đến xây dựng thương hiệu sản phẩm và có đầu ra ổn định. Cùng với cây chanh tứ thì, Đội Cấn cũng đã phát triển chăn nuôi gà thả vườn, một sản phẩm nông nghiệp đã được thành phố Tuyên Quang lựa chọn để xây dựng thương hiệu, sản phẩm đặc sản của địa phương. Việc thành lập tổ hợp tác chăn nuôi gà Tân Tạo đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong phát triển chăn nuôi từ quy mô nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa. Từ chỗ mạnh ai người nấy làm, của nhà nào nhà nấy chăm,
thì nay việc chăn nuôi gà đã hoàn toàn khác. Các thành viên tổ hợp tác đã cùng nhau chia sẻ, bàn bạc, thống nhất, đưa ra cách chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho đàn gà, đồng thời tìm kiếm thị trường, tiêu thụ ổn định, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Cũng từ đó chăn nuôi phát triển, ít dịch bệnh và mang lại hiệu quả cao hơn. Thực tế là cái con gà thân tạo ấy, thì cũng được là dân dân nuôi theo cái phương pháp truyền thống từ xưa nay. Thì thế này cơ bản là cái tổ hợp tác này vẫn phát huy theo cái hướng là phương pháp truyền thống và phương pháp tự nhiên. Khi mà có tổ hợp tác thì nó tốt hơn ở cái chỗ là quy mô đàn cũng được nâng lên, rồi số lượng con cũng được quan tâm hơn. Thế rồi là có một cái gì đấy nó sản xuất nó có hệ thống hơn. Từ giả dụ như trước kia mình tạo giống thì là do cái tạo giống thủ công thôi, con gà mẹ ấp thì là nó hạn chế về số lượng. Còn bây giờ là đưa vào là ấp bằng máy thì bà con cũng gia tăng cái lượng gà bố mẹ lên để tạo nguồn trứng, cái nhất là cấp cho tổ rồi cấp cho bà con trong xóm, và bên cạnh đấy thì cũng đã có những dấu hiệu là bán được ra ngoài thương trường. Với những người dân ở Tràng Đà, Nông Tiến, Minh Xuân thì nuôi cá lồng, đặc biệt là cá đặc sản trên sông Lô, là mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Với điều kiện thuận lợi, sự hỗ trợ về khoa học kỹ thuật và nguồn vốn của nhà nước thông qua các dự án đã giúp cho nhiều hộ gia đình có điều kiện phát triển chăn nuôi, đem lại thu nhập cao. Tại xã Tràng Đà, hiện đã thành lập hợp tác xã dịch vụ cá với trên 70 lồng nuôi cá chiên, cá quất. Với lợi thế của địa phương trong phát triển nghề cá là có nguồn nước thuận lợi khi có dòng sông Lô đi qua. Nước từ các khe suối đổ về, người dân có nhiều kinh nghiệm nuôi cá. Chính vì vậy, việc phát triển nuôi cá theo quy mô sản xuất hàng hóa diễn ra khá thuận lợi. Các hộ gia đình ở địa phương từ nuôi cá truyền thống đã chuyển sang nuôi cá đặc sản với quy mô lớn, trở thành hàng hóa chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để mà giúp người dân được nâng cao cái thu nhập để bảo đảm cuộc sống và thực hiện nông thôn mới nâng cao, thì xã đã tập trung vào chỉ đạo thực hiện sản xuất nông nghiệp hàng hóa, trong đó cũng tập trung vào thứ là phát triển kênh quả, cá lồng, cá đặc sản cũng như nuôi ba ba. Thì xã cũng đã hiện nay cũng đã mới thành lập một hợp tác xã sản xuất và sử dụng cá đặc sản Bền Quýt. Tới đây là sẽ xây dựng cái thương hiệu cá sạch của Tràng Đà. Xã cũng đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan và các trung tâm dạy nghề, rồi trung tâm khuyến nông, trung tâm thủy sản tỉnh để tổ chức các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật để giúp cho người dân áp dụng vào để sản xuất, để nâng cao chất lượng cũng như sản phẩm hàng hóa. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Tuyên Quang thời gian qua đã được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả. Với việc thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm và xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, liên kết trong phát triển sản xuất đã góp phần thay đổi tư duy, phương thức sản xuất của người dân từ quy mô nhỏ lẻ, manh mún, mạnh ai người đấy làm sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Đây cũng là một hướng đi tích cực, một tín hiệu vui trong sản xuất nông nghiệp, góp phần đưa các sản phẩm nông nghiệp của địa phương đến với người tiêu dùng và khẳng định giá trị của sản phẩm trên thị trường.